cùng với một người đẹp và ngày hôm nay Diệu Nhi quá xuất sắc đồng hành cùng với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thêm một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Nhi ơi, hôm nay tóc mới em hả? Em thấy sao? Dạ, lời đầu tiên cho Diệu Nhi xin chào quý cô chú, anh chị đã có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Hôm nay em cảm thấy rất là hồi hộp. Em hồi hộp không phải là vì lần đầu tiên em đứng trao giải trong làn sóng xanh, mà em hồi hộp là bởi vì mọi người hay nói em là hay hát phá hit các ca sĩ. Mà ngày hôm nay em gặp mặt hết hầu như các ca sĩ em đã từng hát phá hit. Cảm ơn em. Em rất sợ ba mặt một lời và fan của các anh chị ca sĩ đó cũng rất đông. Cho nên em khá hồi hộp. Bây giờ vỗ tay cho Diệu Nhi đã mạnh dạn nói ra cái điều này. Nhưng mà cho anh hỏi là em đã từng phá hit đó của ca sĩ nào, nói tên thử anh hỏi xem người ta có vui không kiểu vậy. Emmy đã em hát bài nào của Emmy chưa? Bây giờ Diệu Nhi thử nói một cái tên ở đây sẽ nhìn thử nha. Diệu Nhi có kìa. Emmy ơi, hôm nay Nhi trên đây rồi, Nhi lỡ nói ra cái điều này thì em cho Nhi thêm một cái động lực đi em, để biết đâu Nhi sẽ tiếp tục phá hit trong tương lai. Nhi ơi, em là thật nhớ chị hát bài hát của em là niềm tự hào đấy. Yeah, thấy chưa? Được chưa Nhi? Có, ở đây đông bé, nói cho vui vậy. Dạ, xin được chào anh Nguyễn Văn Dũng. Ngày hôm nay rất là vui khi được chào mừng anh đến đây. Hôm nay anh đi với Nhi mà Nhi hồng quá thì anh thấy sao anh? Đầu tiên xin cho Quang Dũng không biết hát. Chào quý vị ạ. Vâng ạ. Chắc là chúng ta sẽ đi theo á, cái tầm của mình đi theo á, nó vừa để giữ váy cho Nhi, nó vừa phải, không phải bị cúi nhiều quá so với người khác. Dạ, may quá đúng không anh? Thế bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ trao thưởng, đó chính là ca sĩ đột phá. Xin mời anh Dũng đã cầm trên tay cái phong bì rồi và kết quả nằm trong đấy. Dạ, xin mời anh chia sẻ cảm xúc tí xíu và chúng ta sẽ bật mí cho tất cả quý vị khán giả nhé về giải thưởng này. Anh biết tại sao mời Nhi trao giải thưởng này rồi. Dạ, em được 50% của cái hạng mục này nè. Phá. Vỗ tay ạ. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình sẽ sướng tên thật là lớn nhé. Nhiều Nhi nhé. Và giải thưởng này, Nhi sẽ rất là thích đặt. Phù hợp. Thôi chết rồi. Bây giờ anh lên tới đây rồi, bây giờ em phá hết của anh rồi. Và hôm nay mặc cái đầm, cái màu anh rất là thích. Xin chúc mừng nam ca sĩ Pinky. On top, em ở trên này. Totally quá nhiều giải thưởng cho anh dành cho Vinzy ở trên sân khấu của làng sóng xanh 2020. Rồi xong ba mặt một lời. Thưa quý vị, và sau đây là màn ba mặt một lời giữa Vinzy và người đã phá hit của anh ấy chuyện gì? Mời Vinzy sẽ có được điều chia sẻ không phải cùng với khán giả nữa mà là cùng với Diệu Nhi. Trước hết là chào mọi người trước ạ. Và anh chưa hề thấy thì anh cảm thấy em rất là duyên dáng và em hát nó hay hơn cả anh, nên anh cảm thấy rất... Wow, vì cái câu nói này xin mời Diệu Nhi ngẫu hứng lý vào cầu một câu trong bài hát của Binzy. Lên đi, hay quá, đừng có đá lông nheo rụng lông mì hết. Bây giờ sao? Lên. Em không dám đâu, em rung lắm. Dạ. Nếu mà em rung thì mời Binzy cùng với Diệu Nhi hát xong kiếm hợp bếp với nhau luôn. Đó. Mình còn dài thời lượng. Vẫn ổn em. Bây giờ mình hát liền là ổn luôn nè. Đúng rồi, mời Binzy. Mời anh Bắc Tông. Ok. Ổn định chưa? Dạ, vỗ tay cho tiết mục lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Ok. Hai, giúp. I'm on top, comfy trending. Comfy YouTube, comfy trending. Ủa, anh sụ, anh ổn không? Anh sụ bảy đuổi rồi em ơi. Không vậy được rồi, câu sau nó tiếp gì? Không, anh nghĩ là nên như vậy thôi là rất tuyệt vời. Ngày hôm nay một tràng pháo tay cho sự kết hợp này của Binzy và Diệu Nhi. Xin được cảm ơn rất nhiều. Dạ, xin mời anh Nguyễn Quang Dũng sẽ nán lại cùng với Diệu Nhi nữa để chúng ta sẽ đến với một hạng mục khác ngày hôm nay. Thưa quý vị,
sân khấu một lần nữa với cảm xúc rất là khó tả và sự tin là như vậy. Bài hát Hoa Nở Không Màu dường như là tất cả chúng ta đều được lắng nghe qua rồi và thầm thuộc một vài đoạn ở trong bài hát này. Những ai mà yêu quý thì chắc chắn sẽ thuộc hết cả bài. Xin mời Cương. Thật sự là không thể tin được. Đây đối với Cường và Lâm thì thật sự là một kỳ tích. Thật ra lúc hai anh em làm cái khúc này không dám nghĩ rằng một cái khúc chỉ đầu tư khoảng 1,5 triệu thôi. Wow. Mà lại có sức lan tỏa như vậy. Giải thưởng này một lần nữa mình xin được dành trọn cho Hoài Lâm. Lại một lần nữa, nếu không phải là Hoài Lâm thì Hoa Nở Không Màu không có sức sống mãnh liệt như vậy. Xin cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả khán giả đã bình chọn cho Hoa Nở Không Màu. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và bây giờ Tuyền Tăng cũng xin phép được mời hai vị khách mời cùng với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Chúng ta sẽ cùng nán lại ở phía cánh trái của sân khấu. Và cũng xin phép được mời tất cả quý vị đang có mặt trong sân khấu và quý vị đang theo dõi livestream. Chúng ta sẽ cùng đến với một phần chia sẻ rất là đặc biệt đến từ người đã thể hiện ca khúc này. Nhưng mà vì một vài lý do mà bạn ấy đã không thể có mặt ở đây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng di chuyển qua cánh trái để tất cả mọi người cùng lắng nghe những chia sẻ đầy cảm xúc của Hoài Lâm ngay bây giờ nhé. Xin mời tất cả quý vị ạ. Xin chào tất cả mọi người. Phải nói năm vừa qua, năm 2020 là một năm rất đáng nhớ đối với Hoài Lâm, khi những ca khúc, sản phẩm của Hoài Lâm được tất cả mọi người ủng hộ, đặc biệt là ca khúc Hoa Nở Không Màu. Và hôm nay không chỉ là những giải thưởng mà chính những chia sẻ đầy cảm xúc, đầy chân thành của những vị khách mời, của những nghệ sĩ đoạt giải đây đã khiến cho trái tim của chúng ta ấm áp hơn bao giờ hết, đặc biệt là trong những cái ngày mà chúng ta gần sắp đón Tết như thế này, đúng không ạ? Chính xác là như vậy. Quý vị thân mến, thật sự phải nói ngày hôm nay với sự hiện diện thôi của những gương mặt nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta tại đây là những cái giá trị vô cùng tuyệt vời dành cho những người sản xuất chương trình này, đó chính là Làn Sóng Xanh. Trụ đến nay cũng rất là nhiều năm qua rồi và luôn luôn nhận được sự yêu thương bằng cách là nỗ lực. Khi có sự góp mặt vô cùng đông đảo của những anh chị em nghệ sĩ, để chúng ta ngay bây giờ đã sẵn sàng để ghi nhận và vinh danh cho những cống hiến đầy nỗ lực của các nghệ sĩ trong suốt năm vừa qua. Quý vị thân mến, buổi lễ trao giải Làn Sóng Xanh của chúng ta năm 2020 hiện nay được livestream trực tuyến trên Làn Sóng Xanh FM 99.9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, và chúng tôi cũng livestream trên YouTube Làn Sóng Xanh fanpage của Lê Trần Media và trên hệ thống ứng dụng của Vion. Và thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng ta được phối hợp sản xuất với Lê Trần Media và được sự tài trợ bởi công ty Tuệ Đức Company với nhãn hàng Joy Renew, và xuất hiện của Eric cùng với ekip đã tạo nên thành công cho ca khúc. Một lần nữa xin được chúc mừng. Không thể đến với buổi trao giải được, không sao, chúng tôi sẽ đại diện để trao cúp đến tận tay. Một tràng pháo tay chúc mừng cho hơi kẻ yêu của Đức Phúc. Dạ xin mời anh ạ, con số cũng như bài hát tiếp theo thuộc về ai? Vâng ạ, và ca khúc tiếp theo thuộc về một nhạc sĩ mà thật ra là Thuận cũng không thích bằng.